Năm Chiếc Bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Theo Việt Catholic, những kẻ phá hoại bị bắt quả tang khi phun sơn nhà thờ. Một nhà thờ Công giáo ở Lansing, Michigan đã công bố một đoạn video an ninh ghi lại cảnh ba cá nhân trùm đầu đang phá hoại nhà thờ vào ngày 8 tháng 10 với những biểu ngữ và những hình vẽ bậy chống Công giáo. Ba người có thể được nhìn thấy khi đi bộ đến nhà thờ Phục Sinh trên đại lộ Đông Michigan và phun sơn trên lối đi, cửa ra vào và bảng hiệu của nhà thờ trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nó xảy ra ngay trước nửa đêm. Bất kỳ ai có thông tin về vụ phá hoại này nên liên hệ với sở cảnh sát Lansing. Hình vẽ bậy chứa đựng những thông điệp đả kích lật lại vụ án Roe v. Wade năm 1973 của Tòa án tối cao về việc liên bang hợp pháp hóa việc hủy hoại sự sống của các cháu nhỏ trên toàn quốc. Dòng chữ "hủy bỏ tòa án" và "những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Kitô hãy mất đi" được sơn màu đen trên lối đi phía trước các bậc thang của nhà thờ Phục Sinh. Những kẻ đó cũng vẽ một cây thánh giá với một dấu gạch chéo ở giữa. Hai cây thánh giá màu đỏ lộn ngược cũng được để lại trên hai cánh cửa của nhà thờ. Nhiều hình vẽ màu đỏ trên lối đi có nội dung "chủ nghĩa nữ quyền không, đập tan chế độ gia trưởng". Những hình vẽ khác, cả trên lối đi và bảng hiệu đèn LED của nhà thờ, đều chứa ngôn ngữ không thiện cảm. Một bức ảnh cho thấy, cháu nhỏ phải nhìn thấy những dòng chữ bậy khi chúng bước ra khỏi thánh lễ vào ngày 9 tháng 10. Một trong những thông điệp trên bảng hiệu của nhà thờ có nội dung "hãy biến tất cả những người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô". Cha sở của nhà thờ nói với CNA hôm thứ Tư rằng chi phí thiệt hại ước tính khoảng 15.000 đô la. Sở cảnh sát Lansing đang điều tra vấn đề. Cha nói rằng bảng hiệu của nhà thờ hiện có nội dung "đối với bất kỳ ai phá và vẽ bậy, chúng tôi tha thứ cho bạn và chúng tôi đang cầu nguyện cho bạn". Vào đêm trước khi tấm biển bị phá, cha cho biết một giáo dân đã đưa ra lời chứng về sự hoán cải và chữa lành của cô sau khi bỏ con nhiều năm trước. "Tôi nghĩ về mặt tâm linh, sự phá hoại này xảy ra vào đêm hôm đó là một dấu hiệu chắc chắn cho chúng ta thấy rằng sự chữa lành mà Chúa ban là điều mà Satan căm ghét". Cha nói, thay vì nản lòng trước những hành động phá này, giáo xứ được khuyến khích vì những giá trị phò sinh của họ. Ngài nói thêm rằng, Ngài cảm thấy buồn cho những kẻ phá và sẽ cầu nguyện cho sự hoán cải của họ.